Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nội dung khá là quan trọng mà anh em tài xế mới phải mất rất là nhiều tiền để rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Vấn đề ngày hôm nay mình chia sẻ đó chính là những lỗi giao thông thường gặp mà anh em tài xế mới khi mà mới lái xe ra đường thường hay gặp những lỗi gì. Đầu tiên các bạn nhìn phía trước như mình. Đây là một chiếc xe đang đậu trên vỉa hè. Anh em hay bị tâm lý như sau: thấy cái vỉa hè nó rộng quá, anh em đậu cho nó mát. Anh em mới chạy xe, xe mới mua hoặc là xe thuê tự lái, anh em sợ rằng những cái xe khác đó đụng vào xe mình khi mà anh em đậu ở dưới cái phần đường. Dẫu biết rằng là đậu ở trên cái vỉa hè là sai luật, nhưng anh em ngó tới ngó lui, chắc chỗ này vắng thoáng, không có cảnh sát giao thông, mình đậu ở trên cho nó chắc, lỡ mất công đậu ở dưới cái xe nào nó tung rồi nó bị va chạm rồi mình phải đền cho người ta nữa. Nên là thôi, anh em đậu trên vỉa hè cho nó tiện, nó an toàn. Sai nha anh em. Anh em đậu trên vỉa hè là phạm luật giao thông nha. Vậy thì cái luật này nó phạt bao nhiêu tiền? Xin mời anh em. Đậu xe trên vỉa hè theo nghị định 100. Đây. Vỉa hè nghị định 100 đó nha. Theo nghị định 100 của chính phủ đưa ra, các xe ô tô đổ trên vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng. Bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng, tức là anh em sẽ bị phạt ở cái mức ở giữa, đó là 900.000 đồng, đồng thời còn bị giam bằng nữa nha. Còn giam bằng bao nhiêu ngày thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ thông báo cho anh em trực tiếp khi mà anh em lập biên bản. Với những anh em mới lái xe tiếp cận đường thành phố Hồ Chí Minh, nhìn đường xá xe cộ còn chưa hết nữa mà lấy đâu ra mắt nào để mà nhìn biển báo đây. Anh em thường hay mắc phải cái lỗi này nè: cấm đậu xe, dừng xe. Rồi có nơi thì có vị trí có bảng là cấm đậu xe, rồi có cái khung giờ, rồi cấm đậu xe, cấm dừng xe, rồi cũng có cái khung giờ. Anh em cần phải nhìn bảng nhanh gọn lẹ và phải đọc cái biển phụ nữa nha anh em. Anh em gặp phải cái lỗi này thì sẽ bị phạt như sau: dừng xe nơi có biển cấm dừng xe và đổ xe, phạt từ 400 đến 600. Vậy là anh em sẽ bị phạt ở cái mức ở giữa là 500.000 đồng á. Còn có giam bằng hay không thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ thông báo cho anh em nha. Biển báo cấm rẽ trái, mặc dù anh em biết luật đó nhưng mà có khi cái bảng nó đặt quá là gần cái vị trí anh em rẽ, có khi bảng đặt quá là xa vị trí anh em rẽ. Khi mà anh em lỡ chớm rẽ rồi thì cũng quan sát rồi đó, nhưng mà không có thấy, lỡ rồi biết sao giờ, phải bị phạt thôi nha. Mức phạt: đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào. Nhấp vô coi nó phạt bao nhiêu. Phạt từ 1 triệu đến 2 triệu. Vậy là anh em bị phạt 1,5 triệu đó nha. Nhìn xuống mặt đường, anh em thấy mũi tên đi thẳng và rẽ trái, bên phải của mình đi thẳng và rẽ phải. Vậy thì anh em muốn rẽ bên nào phải chọn làn đường cho phù hợp. Và đặc biệt là có những làn đường chỉ có một mũi tên là chuyên để rẽ trái. Khi mà mắc phải cái lỗi này á, gọi là cái lỗi đi không đúng theo chỉ dẫn vạch kẻ đường. Nhấp lộn. Đi không đúng theo chỉ dẫn vạch kẻ đường, mắc phải cái lỗi này anh em sẽ bị phạt từ 200 đến 400.000 đồng. Anh em lưu ý nha. Trước mặt anh em là biển báo phân chia làn đường, một làn đường dành cho ô tô, một làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ. Biển báo sẽ được đặt ở đầu đoạn đường, mà cũng có những vị trí là không có đặt ở đầu đoạn đường đâu, đặt ở lưng lửng ở giữa. Có nghĩa là khi mà lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh á, hay là những nơi mà đường lạ lắm á, lúc nào anh em cũng phải mang một cái tâm thái là đề phòng, lúc nào cũng phải quan sát, nhìn xe nè, nhìn đường nè, đó phải nhận định, nhận dạng ra cái đoạn đường đó ô tô đi bên nào, xe máy đi bên nào, để mà anh em đi đúng phần đường, đừng để bị phạt. Nếu mà anh em mà bị phạt thì cái lỗi này phạt bao nhiêu? Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định.
À, nhắc lại, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định, phạt từ 3 đến 5 triệu. À, lưu ý nha. Vậy là anh em sẽ bị phạt 4 triệu đồng đi không đúng phần đường. Cản lên nè. Ở lỗi này sẽ bị quy vào chạy xe sai làn đường. Vì vậy anh em sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu. Mức ở giữa là 4 triệu đó anh em. Khi mà lái xe đường quốc lộ, anh em cần phải lưu ý những đoạn đường cong lên liền, anh em chạy tốc độ chậm lại để điều tiết vô lăng cho hợp lý, đừng để cán lên và mất 4 triệu anh em nha. Biển báo khu vực đông dân cư, đường không có giải phân cách, tốc độ cho phép 50 km/h, và đường có giải phân cách thì tốc độ cho phép là 60 km/h. Anh em đừng có thấy đường thông thoáng rộng rãi mà anh em chạy quá tốc độ nha. Đó, phải lưu ý. À, khu vực đông dân cư, hết biển báo khu vực đông dân cư anh em mới được chạy tốc độ 80-90 tùy đoạn đường. Và đồng thời anh em cần phải lưu ý những biển báo giới hạn tốc độ tối đa 60 km/h. À, nếu anh em không chú ý biển báo, chạy lố tốc độ sẽ bị phạt bao nhiêu? Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 5-10 km/h, phạt 800-1 triệu. 10-20, phạt 3-5 triệu. 20-35, phạt 6-8 triệu. Trên 35 luôn nha, nè, quá tốc độ quy định trên 35 luôn, phạt từ 10-12. Anh em thấy chưa? Lố tốc độ một cái thôi hả, bị phạt rất là nhiều tiền. Khu vực đông dân cư tốc độ cho phép 50 km/h, đường thông thoáng rộng rãi quá, chạy tới 85 luôn, lố tới 35 rồi, phạt tới 10-12 triệu lận. Chết luôn đó. Chúc anh em lái xe tốt nha.